Ơi, Trại Thỏ Thủy Đô xin kính chào tất cả các bạn đang chăn nuôi thỏ trên mọi miền tổ quốc kính mến nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn biết về một cái nội dung nó cũng đơn giản thôi nhưng mà các bạn cũng hay thường bị mắc phải đó. Là cái nội dung hôm nay mình muốn nói là tại sao thỏ con mới tách mẹ hay bị sinh bụng và bị tiêu chảy. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn gọn để chia sẻ cho một số anh em trên mọi miền tổ quốc mà chưa biết cái vấn đề này, để ngăn ngừa cái bệnh này, để giảm được cái hao hụt cho trại của mình nha các bạn. Rồi, xin mời các bạn. Cái yếu tố đầu tiên mình xin được muốn nói rằng một con thỏ con các bạn nuôi làm sao không biết, sau khi tách mẹ, đây, sau khi tách mẹ con thỏ con phải đạt trọng lượng là nửa ký trở lên. Bà này là sáu lạng này đó, nuôi sao mà không biết, làm gì mà không biết, nhưng sau khi tách mẹ phải được nửa ký trở lên thì mới đạt. Tại sao mình muốn nói cái này đầu tiên là bởi vì lý do nếu mà các bạn tách sớm hoặc là tách muộn, hoặc là các bạn nuôi không đạt mà tách á, thì cái sức đề kháng của con nó ra nó rất là kém, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là nó ăn thức ăn nó sẽ bị ỉ ngay và sình bụng ngay. Đó là cái điều đầu tiên mình muốn nói. Cái điều thứ hai, sau khi các bạn tách thỏ mẹ ra rồi, tách con từ thỏ mẹ ra rồi, nhốt riêng rồi đúng không, thì các bạn làm ơn, tại vì trong thời gian đó con thỏ con nó lớn rất là nhanh, các bạn thấy rất là ham, các bạn cứ cho nó ăn liên tục mà các bạn quên để ý cái lượng thức ăn cho là bao nhiêu đó. Cho nên mình yêu cầu thỏ con mới tách mẹ đến lúc 1 ký, các bạn cho ăn đói cho mình, đừng cho ăn no, cho ăn đủ, ăn thiếu, cho ăn thiếu hoặc là cho ăn đủ, chứ không cho ăn dư, không cho ăn no. Các bạn hiểu ý mình nói không? Con thỏ nó qua 1 ký, các bạn thích cho ăn bao nhiêu thì ăn, cho ăn mạt luôn cũng được nha. Nhưng tôi yêu cầu con thỏ dưới 1 ký các bạn phải cho ăn đói, đừng bao giờ cho ăn no, từ cái cám đến cái cỏ đến cái rau xanh đó. Cái đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất để mà nuôi được con thỏ con nó ít bị sình bụng, nó ít bị tiêu chảy nha các bạn. Thứ ba, cái yếu tố thứ ba các bạn phải làm sao các bạn phải sử dụng thức ăn 100% rau xanh á, là phải sạch sẽ, không được rầy bu kiến đậu đó nha. Thức ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, không được cắt tầm bậy bạ, đó là thứ nhất. Đó là thức ăn rau xanh. Đối với thức ăn cám công nghiệp á, thì thứ nhất là phải đảm bảo chất lượng đó. Phải đảm bảo chất lượng, thức ăn phải hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng, và nguồn nước uống phải sạch tuyệt đối nha. Thì nếu mà các bạn nhà mình cho nước giếng đồ mà sạch á thì không sao, nhưng mà uống nước giếng khoan hoặc là nước máy hoặc là một nguồn nước nào nó không sạch thì tôi yêu cầu mua một cái bình lọc. Mình đã làm rồi thì mình phải đầu tư mua một cái bình lọc về mình lọc cho thỏ nó uống thì nó sẽ không bị tiêu chảy hoặc là bị sình bụng. Song song đó, con thỏ con từ lúc tách mẹ đến trở lên 1 ký á, nó rất là dễ bị cầu trùng cũng như là tụ huyết trùng. Cho nên các bạn cũng nên phòng ngừa hai cái bệnh đó cho mình, cầu trùng và tụ huyết trùng cho mình nghe. Đó. Thì đó là một số vấn đề mình cần lưu ý cho các bạn để mình làm sao mình tách con thỏ con ra. Mình nuôi nó không có ăn hụt nhiều.
riêng về trại của mình nuôi rất là nhiều, nhưng cái tỷ lệ hao hụt nó chỉ 0,1% thôi. 99% là của mình rất là đạt đó. Mà muốn đạt á thì các bạn làm sao phải chọn được con nái tốt thì nó ra đầu con các bạn mới đẹp và nó mau lớn. Và con nái đã có sức đề kháng tốt thì con nó ra nó cũng có sức đề kháng tốt và nó cũng có sức khỏe tốt, thì nó giảm bớt cái chết chóc. Rồi hồi nãy là mình nói ba cái yếu tố rồi đúng không? Cái yếu tố thứ nhất là con thỏ con tách mẹ là phải được 5 lạng. Cái yếu tố thứ hai, khi tách mẹ thì phải cho ăn thà thiếu đừng có dư, thà cho ăn đói đừng cho ăn no. Đó là yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là chú ý đến khẩu phần thức ăn. Nếu mà rau xanh thì phải tuyệt đối phải có nguồn gốc, phải mình trồng, đừng có rầy kiến bu rầy đậu. Nếu mà cám thực phẩm thì cám phải đạt đủ chất lượng nghe, đừng có mất cân bằng thức ăn nghe, cám phải đạt đủ chất lượng đó. Cho nên đó là cái thứ ba. Bây giờ mình nói tới cái thứ tư nè, nó quan trọng nè. Cái sức đề kháng con thỏ con rất là kém, cho nên cái môi trường chuồng trại, cái khí hậu trong trại của mình luôn luôn đạt tiêu chuẩn 100%. Ví dụ như nhiệt độ buổi trưa đừng quá 35 độ C, bắt buộc phải làm như thế nào đó, đừng quá 35 độ C. Thứ hai nữa, chuồng trại dọn phân, dọn đồ lúc nào cũng thoáng mát, hợp vệ sinh, khử trùng chuồng trại liên tục. Đó, tại sao mình hao hụt ở thời điểm nào dễ nhất? Hao hụt từ con thỏ con tách mẹ đến 1 kg thôi. Thỏ dưới 1 kg nó dễ hao hụt hơn, trên 1 kg dễ giải quyết, dưới 1 kg rất là khó giải quyết. Cho nên cái phân đoạn từ tách mẹ nuôi đến 1 kg, các bạn làm ơn theo sát con thỏ cho mình, đừng lơ là, để nó qua 1 kg rồi thì nó rất là ok đó. Cho nên mình làm cái video này hôm nay để mình chia sẻ cho các bạn biết cái nội dung về cái cách chăm sóc con thỏ con như thế nào để cho đạt cái hiệu quả cao. Bởi vì bà con nông dân mình vốn liếng không có nhiều, mà nuôi mà chết chóc hao giảm tổng đàn thì bà con lỗ đúng không? Bà con nuôi 100% mà nó hao hụt 30% thôi là bà con chết rồi. Tôi chỉ cho bà con hao hụt chừng 5-10% là hết ra. Còn riêng tại mình thì chỉ hao 0,1% thôi. Mà cái 0,1% đó là nó phải một nửa là nó chết do chuột cắn hay là bị vấn đề rồi, còn một nửa là nó bị bệnh thôi. Đó. Cho nên mình xin nhắc lại bà con một lần nữa, nuôi thỏ là phải phòng bệnh trước khi chữa bệnh. Và đặc biệt cái quan trọng nhất nuôi thỏ, mình xin nhấn mạnh là chuồng trại, khí hậu chuồng trại phải hợp vệ sinh và phải sạch sẽ một cách tối ưu nhất thì bà con mới thành công. Bà con hiểu không? Đó, thì mình nói vậy thôi. Thì hôm nay mình chia sẻ tới đây thôi. Nếu mình chia sẻ mà có gì sai thì các bạn hãy bình luận bên dưới và chia sẻ lại cho mình để mà mình áp dụng thêm những, mình bồi dưỡng thêm cái kiến thức đó để mình chia sẻ lại cho những người anh em khác. Nếu đúng các bạn thương thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những cái video hay về kỹ thuật chăn nuôi thỏ kế tiếp nha các bạn nha. Nếu các bạn có cái vấn đề gì riêng về con thỏ không giải quyết được, hãy gọi cho mình qua số điện thoại mình có ghim trên kênh YouTube của mình, hoặc là nhắn tin trên Facebook, Zalo nha các bạn nha. Rồi, Trại Thỏ Thủy Đô xin kính chào bà con cô bác. Chúc bà con cô bác một ngày làm việc thật là tốt, thật là vui, cũng như trang trại của mình ngày càng phát triển.